Một buổi chiều từ Akala các bác. Đây, phun xe. Đấy, phun xe chờ làm dịch vụ và trời mưa đó các bác ạ. Đấy, đây, đây chiếc CX5 làm rất nhiều các hạng mục xe mới lấy từ hãng ra các bác nhá. Đấy, trải sàn da, dán PPF, dán chống xước này. Đấy, Forever Red đánh bóng xe này. Đấy, đây, như xe này đánh bóng sơn xe anh em có thể nhìn thấy rất xin là bóng này. Đấy, đi xe này mới đi được 8 tháng mà đấy rồi. Đấy, đó, xước răm thì đánh bóng cho trả lại cái vẻ này. Anh em có thể soi gương luôn này. Đó, rất là trong luôn. Đấy, cái này chưa phải là phủ ceramic nhé, chỉ đánh bóng không thôi, đánh bóng hiệu chỉnh bề mặt sơn thôi. Đấy, Artis này thì lên đèn này, cam hành trình này. Đấy, còn bên này là Fortuner. Đấy, Fortuner đang lên bi gầm F10. Đấy, anh em có thể thấy anh kỹ thuật đang cố định bi nhé, kia là ánh sáng rồi. Đấy, một bên bi nhá. Đấy, là ánh sáng. Bác chủ lên ánh sáng trắng. Còn chiếc xe này dọn nội thất chuyên sâu. Đấy, làm chuyên sâu. Xe này thì vừa sơn lại xong thì bên em đã làm nội thất bên trong xe rồi. Đấy, đây là hạng mục chuyên phủ lồng về đây các bác ạ. Đấy, còn bán tải này thì dán PPF tiếp này. Đấy, lại là PPF. Đấy, vệ sinh và dán các chi tiết PPF bên trong xe nha các bác nhá. Đó, bán tải đắp to nhìn rất là đẹp. Đấy, bác nào cần làm bất kỳ dịch vụ gì thì hãy nhớ tới Akala các bác nhá.